Hello, chúng mình quay trở lại với channel Vũ Tùng và đến với bình luận đồng số tiếp theo cùng với idol Tớ Hận Cậu nha. Ngày hôm nay thì idol sẽ có một giáo án mới, giáo án Nico, và cùng xem là idol sẽ fake những cái gì ở trong cái giáo án Nico của mình nha. Let's go. Rồi, giáo án Nico support ha. Chúng ta sẽ tới với lúc bi lần này với sự xuất hiện đến từ Nguyễn Anh PT ở khu đứng trên với bài Garen, cuộc đời bá đạo đi rừng với cái bài Saco, và đứng giữa đó là Tuyết Pha Lê, Tuyết Lê Pake. Khu vực đứng dưới đó là vị trí của Dinh 30032010. Ôi trời ơi. Tài năng trẻ anh em ơi. Tài năng trẻ 2010 ạ. Gắt dữ à. Hoàng Huy đi support với cả bài Blick Rank và đang có một tiếng cắm mắt tìm kiếm đối phương ở khu vực rừng búa xanh, gác cổng lục bảo, nhưng hiện tại là sắt 1 anh em nhé. Player đang sắt 1. Tống Lê Trân đi rừng với cái bài Viego và khu đứng giữa là Thúy Hồng. Smelty đánh cho mình con bài Sril và Nico của idol ở đây. Rồi, Brand sang trưởng sượt, sau đó thì là một tiếng đánh hạt thông nổ quáng rút lui. Vic Rank liệu rằng có kéo búa xanh ra hay không? Tôi thấy là Hoàng Huy có định két con búa xanh của Viego rồi lắm rồi nhá. Để xem kéo chúng hay không mà thôi. Một pha kéo bùa xanh fail đến từ vị trí của Hoàng Huy. Saco thì đang ăn rừng rất chill với bãi quái rừng đầu tiên, đã không dùng trừng phạt bãi chim lên 2 đi ông. Ăn rừng gọi là hơi oan tàravan, chắc là không xem các cái one trick pony người ta đánh con Nico đi, Saco đi rừng rồi. Và đứng dưới thì idol cấp 1 nâng E, một cú kéo khá là khéo đến từ vị trí của Blitzcrank, kiệt sức luôn đến từ vị trí của Hoàng Huy, hồi máu đến từ vị trí của Ezreal. Idol lao lên đánh tay liên tục ép xạ thủ đối phương rút lui, sắn chói ở đây là chúng, sau đó thì đối phương hồi máu bỏ chạy đánh nhau to rồi. Idol còn thiêu đốt nhưng mà quyết định không đẩy vào. Khu đứng trên thì Garen level 2 bật quy lao lên xoay E và lính đến từ vị trí của Garen. Là một tiếng xoay hết đam và lính đến từ vị trí của Garen phía bên kia rồi. W vào, đứng dưới PK là rất căng, FD có cho mình level 2, đứng trên thì Garen bật quy lao lên, núp bụi đến từ vị trí của Y lao Y của gác cổng lục bảo, và sau đó thì đổi góc với lại Garen đánh tay W các kiểu, quật quy cũng thốn đến từ vị trí của Y lao Y rồi. Dinh lúc này là mất máu quá nhiều. Hai rừng thì vẫn nay farm rất chill và Saco đang có định canh khu đứng dưới, Garen bổ quy và lính đi phải, và sau đó thì Garen mất máu phải là hơi nhiều, đứng giữa Brand lao lên bắt choáng đổi sát thương và tốc biến đi đến từ vị trí của Thúy Hồng, bị thiêu đốt sát thương là khá nhiều, sát thương thiêu đốt có đủ hay không để idol quay ngược trở lại. Dinh tốc biến tại chỗ, bị thiêu đốt bởi idol và sau đó nằm xuống mạng dành cho idol. Khu đường trên đó là tiếng Garen bị thiêu đốt, bị đẩy thiêu đốt vào thì đúng hơn, nhưng bị solo kill bởi Ilaoi, và Thúy Hồng cuối cùng cũng đã bị đốt chết cho tiếng vừa rồi. Tốc biến bắt choáng vào đánh tay đối phương level 4 rồi. Ezreal đang có một tiếng bị Saco tàng hình ra, Ezreal tốc biến đi bị thiêu đốt, bị kéo ngược trở lại cái hộp hề và sau đó lên bảng đường giữa thì làm cái gì đây. PK toàn bản đồ diễn ra và chúng ta cùng nhìn lại Tống Lê Trân đã làm cái gì ở đây thế này. Tống Lê Trân bị choáng, đánh tay liên tục kích sẵn sàng tấn công, đánh tay liên tục đến từ Tống Lê Trân, quy đánh tay và W bị blast outplay và sau đó bị sốc điện chết nhưng dích ra đây với gói chất nổ. Thúy Hồng gỡ được một mạng. 4-3 ngay lập tức đã có. Ở cấp độ 1 thì có lẽ không có mạng, nhưng mà đến level 3 trở đi thì các bạn thấy là cái rank này thì nó đánh nhau một lúc 3 lane nó cùng đánh replay và không nổi. Một game đấu với một cái tốc độ nó có vẻ là tương đối nhanh sau khi mà các bên đều đã có được những kỹ năng cơ bản của mình. Nào, cùng xem là trở lại khu đứng trên với Thủy Kiếm dịch chuyển thì gác cổng lục bảo sẽ có một khả năng đi đường như thế nào trước Garen phía bên kia của Nguyễn Anh PT. Và đó là một tình huống tài năng trẻ 2K10 đã quyết định AFK. Tôi không biết là lý do vì sao. Chắc là vấn đề đường truyền thôi. Hoặc là có thể bị phụ huynh ganh. Không biết. Còn idol trước đó đã có một tình huống xử lý cực kỳ tốt. Mặc dù là bị Saco ganh nhưng mà vẫn dướn lấy được mạng của Dinh phía bên kia. Và sau tình huống nằm xuống thì Dinh đã trở lại khu đứng dưới sau tình huống AFK tạm thời. Garen lao lên tấn công Ilaoi của gác cổng lục bảo, một tên lính là khá to. Garen mua được mỗi cái giày thường mà thôi, nhưng mà đang farm rất ổn. Một pha fake link đến từ idol với tiếng sắn chói đẩy quy vào, và Ezreal đứt quy cũng trúng. Big Crank mất cho mình đó là hơn nửa cây, gần nửa cây. Kéo trúng nhưng mà Ezreal biết E để counter, một tiếng kéo đến từ Big Crank, rất biết chơi điện tử ở đây. Đứng trên thì Viego bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị ganh khu đứng trên rồi. Kéo E và link đến từ các cổng lục bảo, còn cái gì để giết Garen này hay không? Còn cái choáng đến từ Viego mà thôi. Saco thì đang móc cua trên. Ilaoi W vào và sát thương chắc là không đủ. Saco sẽ lên khu đứng trên để thực hiện một pha phản công, một cú kéo đến từ Big Crank lại trúng lính, Viego bắt choáng trượt. Saco vòng ra với tiếng tàng hình đánh tay với W mà thôi, đánh tay với mưa kiếm nữa,
kéo E đến từ vị trí Ilao Y. Garen bắt đầu vào đam với tiếng xoay 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 của mình. Garen câm lặng vị trí Ilao Y. Viego quay ngược trở lại và Garen lúc này yếu lắm rồi. Tốc biến từ Garen, tốc biến theo nhưng mà không đánh tay được. Sako đánh tay liên tục, sắp tức là chưa đủ. Sako băng trụ bị choáng và lên bàn đấy xuống ngược trở lại. Khu vực đứng giữa thì Tuyết Pha Lê gì đây, Tuyết Lê Pha Ke đang có một tiếng dồn sát thương. Thư Hồng cố gắng trả sát thương thì không được, bị solo kill rồi. Còn khu vực đứng dưới trước đó thì chúng ta đã có một tiếng đồ kill thành công đến từ bộ đôi Tớ Hận Cậu cùng với lại vị trí của Smelty. Lại là một pha EQ cực kỳ chuẩn chỉ đến từ Tớ Hận Cậu. Đứng trên thì Garen lúc này máu hơi yếu, cố gắng quy để ăn lính. Ilao Y cũng đang ở trạng thái năng lượng cực kỳ ít ỏi. Và Viego liệu có băng trụ được hay không? Rất căng ở đây rồi. Tên lính này mà không băng trụ nữa thì hơi phí. Đứng dưới thì Dinh tài năng trẻ 2k10 đi đường với Idol có vẻ là hơi ngợp. Bị Idol đấm chết hai mạng rồi. Đứng trên băng trụ hay không? Viego không băng trụ, đứng núp cái gì ở đây đây không? Băng trụ đi chứ còn chờ gì nữa. Lại tiếp tục fake lính và EQ cực kỳ tốt đến từ Idol Tớ Hận Cậu. Garen thì mid con xe to rồi, đang cố gắng xoay E để ăn lính mà đam hơi bé. Và Ilao Y tiếp tục có những pha băng trụ, còn đứng dưới thì Dinh vừa ló đầu ra là bị Idol poke liên tục vào mồm. Nhưng mà đứng giữa thì con Brand này đang khỏe nha, con Brand 3 xác này đang rất là khỏe. Thúy Hồng phía bên kia vẫn đang farm rất là ok. Năng lượng của Eri đang hơi thấp một tí, Big Crank đã trở ra rồi nhưng mà Idol vẫn đang đánh cực kỳ hổ báo. Big Crank lao lên có định kéo hay không? Không kéo được rồi. Ilao Y hết mana và quyết định đi về, một cú kéo đến từ vị trí của Big Crank. Nhưng nó chỉ trúng cái phân thân của Nico trong tay Tớ Hận Cậu mà thôi. Và quyết định rút lui an toàn đến từ Tớ Hận Cậu cùng với lại vị trí của Smelty. Smelty. Cái tên của Eri đọc hơi khó một tí. Đứng giữa thì đây là tiếng Sako tàng hình lên ganh vị trí của Thúy Hồng. Thúy Hồng bị choáng lại bởi Brand. W đến từ Brand kích nội tại đẩy luôn cú chiêu cuối để ăn mạng. Mạng dành cho Brand bên phía của team 1. Brand biết chơi quá nhở. Brand rất xanh rồi đấy anh em ạ. Brand này rất nhiều đam. Nhưng mà hai đường cánh thì đang hơi toang. Garen đường trên thì đang bất lợi hơn so với lại vị trí của Ilao Y. Còn đường dưới thì Idol tầm này đi đường như thế này là quá ngộp cho xạ thủ đối phương rồi. Lại tiếp tục fake lính EQ cấu rỉa Big Rank. Đứng trên thì Garen mặc dù máu yếu nhưng đánh cực kỳ hổ báo, tung chiêu cuối đến từ Ilao Y, quật quy vào lính W vào người và sau đó là một tiếng từ nhà đến trường kéo E chúng. Gây được ít sát thương mà thôi, không đủ sát thương ăn mạng. Đứng giữa thì Thúy Hồng đã trở lại rồi, lại một pha fake lính đến từ Idol, một tiếng đứng rình trên tầm nhìn đến từ vị trí của Tống Lê Chân. Idol fake lính và sau đó thì đối phương liệu rằng có nhận ra tình huống fake lính đến từ Tớ Hận Cậu hay là không. Còn đứng trên thì Garen vẫn đang sống qua ngày với những tình huống dập liên tục của các cổng lục bảo. Pha cắm mắt di chuyển vào, W bắt choáng các kiểu giật bắn xịt, Brand di chuyển xuống, Ezreal đang là một tình huống bắn quy xịt. Idol fake lính lao lên với tiếng EQ dồn sát thương, Brand bắn vào người của Ezreal, Ezreal đi, còn đứng trên Sako lên, Ilao Y sẵn sàng cân 2. Brand dí theo và Smelty lúc này yếu lắm rồi, hồi máu chạy đến từ vị trí của Smelty, W đến từ Brand có mạng nhưng lính đánh quá nhiều. Dám giết AD team tao, mày chạy hộ đánh tay EQ và có mạng shutdown dành cho Idol Tớ Hận Cậu, ok chưa? Tốc biến đến từ Viego bắt vào lính chọc Q sau đó làm cái gì thế này? Garen lao lên với tình huống xoay E thiêu đốt chiêu cuối, lợi rằng có đủ sát thương hay không? Nó không đủ sát thương, Sako lao sang Ilao Y quật vào và sát thương là đủ đến Ilao Y. Sako có một tiếng đặt W thiêu đốt các kiểu đến từ Sako như double kill khó dành cho Ilao Y. Đường dưới thì Idol có mạng của Big Crank rồi, liên tục làm lập công đến từ vị trí có Tớ Hận Cậu ở đây. Tốc biến quy xịt đến từ Viego và đó là tiếng Idol nổ hoa xoắn chói vào và đó là mạng dành cho vị trí có Tớ Hận Cậu. Ok ok chưa? Một cái giáo án support Nico đã phải gánh team ở đây. Cháy. Đây chắc chắn không phải là một giáo án test tướng rồi. Đây có lẽ là một trong số những con tướng thuận tay nhất của Idol Tớ Hận Cậu và xử lý tướng với Nico là quá tốt. Tầm này lại phải gánh Ezreal thôi. Ezreal này tệ quá. Sako level 5 tàng hình làm cái gì đây? Một pha W đấy từ Idol bị phía đôi nhịp xoắn chói trả người sát thương người trở lại. Viego bắt choáng chúng và ngay lập tức đó là mạng thứ 5 dành cho Tớ Hận Cậu. Big Crank kéo chúng nhưng mà nhặt được cái xác của Sako lên và Viego đơn giản là quy ra mà thôi. 11-7 dành cho team của Tớ Hận Cậu và Tớ Hận Cậu đang là người xanh nhất với 5 mạng có được. Tốc biến đổi với tốc biến đến từ vị trí của Brand. W vẫn dính nhưng không kích được nội tại cho tình huống này. Viego đang bấm B về ở vị trí cực kỳ liều lĩnh nhưng mà không có tầm nhìn đến từ Big Crank phía bên kia. Big Crank đang mâm mè một cú kéo nhưng mà kéo vào có Ezri còn E thì chắc là không kéo nổi. Ezri mất E rồi. Chờ Nico của Idol đi ra là ngon. Nico hay VKL? Con Ezri là cái gì đây? Thằng AD này. Cái thằng AD này tốc cái gì đây ông? Trời ơi, xử lý cái gì đây? Nico hay VKL, còn Ezri thì gà VKL luôn.
đánh Nico support cháy thế này rồi lại fake lính lao lên với tiếng nổ hoa, hai người đến từ tớ ẩn cậu double kill hay là không. Ezri bắn R xịt rồi, idol hết skill rồi, chỉ lấy được cái tốc biến đến từ con dinh phía bên kia. Qua đang tiếp cho tiếng xử lý hay, xoắn chói tiếp tục thành công và sau đó là một pha đẩy Q ép tốc biến đến từ support đối phương. Hai mạng nhả phân thân của mình ra che luôn, cú kéo đến từ Breaker Rank đánh cái gì thế này. Trình độ idol nó đến đâu rồi, xoắn chói biết là Nico, biết có Sako ở đây nhưng mà sau đó thì về được hay không. Tên lửa đạn đạo nhả W tanh nhưng không được rồi, hỏng rồi, cứu. Không cứu được rồi, mạng shutdown cho Sako mất rồi. Ở đường trên thì Eloy tốc biến đi sau khi bị Garen tiếp cận với tiếng câm lặng. Idol đã bắt đầu chửi thề rồi, idol đã bắt đầu chửi thề hai chấm rồi. Một pha lao lên đứt xịt đến từ Viego và ăn full down đến từ Brand. May là Brand không có chiêu cuối. Garen tốc biến lên câm lặng xoay e và chiêu cuối sát thương đến từ Garen đó là chưa đủ vì không đủ tầm. Brand tiếp tục trưởng quy từ xa. Dịch của Hồng đang bị ganh ở khu đứng giữa bởi Sako của cuộc đời bá đạo, nhưng mà đây là tìm một góc chạy và Thúy Hồng có lẽ sẽ hơi khó về. Brand trưởng skill ác và đó là mạng dành cho vị trí của Tuyết Lê Pake. E xịt đến từ Illaoi rồi. Garen có chiêu cuối nhưng nãy giờ thì không tiếp cận được. Tiếp tục là một tiếng di chuyển đến từ Brand. Một pha fake đến từ idol tớ hận cậu và Brand đang có một tiếng trưởng một lúc hai người với chiêu cuối nhưng sau đó bị idol dứt điểm ở đây. Mã sắc đào cho tớ hận cậu, ok chưa? Brand ván này là liên tục nằm xuống với mạng dành cho idol. Một con Nico support đã có bão tố lửa đường sát thương là quá nhiều. Sako thì đang cố gắng đi cho ăn cho mình con rồng nguyên tố. Còn đường trên thì E trúng, Illaoi không có R. Đánh tay với W, Garen xoay E, chiêu cuối sát thương là chưa đủ. Câm lặng vào và shutdown thành công dành cho Garen. Idol đi ra, dồn sát thương, idol có mạng nổ hoa ăn cả rồng. Trời ơi, đánh support thế này thì... lại là đánh team anh em ạ, đúp vào lính đến từ Viego và sau đó thì chém cả vào xe to. Rồi idol nhả W của mình ra, xoắn chói Q các kiểu. Ezri làm cái gì đây, Ezri vào đam hộ tôi cái bạn ơi. Làm hết tất cả những gì có thể nhưng mà Ezri lại quyết định bỏ chạy cho tình huống này vì không có tí sát thương nào. Giết được rừng đối phương, ăn được cả rồng. Nhưng mà gặp AD báo quá báo rồi. Giày pháp sư đã có dành cho idol tớ hận cậu. Còn Ezri lúc này quá yếu để có thể cân 2. Một pha phản xạ rất chậm đến từ vị trí của Ezri bị kéo lại mà không có E à bạn. E đi, đúng rồi. Suýt chút nữa thì Dinh đã có thể có mạng. Ezri bắn cung ánh sáng ngược trở lại gần như là không để làm gì cả. Chờ idol fake lính đi ra thôi. À đây 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 đây. Xoắn chói hai người, đẩy quy thiêu đốt vào và solo kill dành cho đồ tớ cậu. Thằng tiếp theo, mày bị làm chậm đúng không? Tao có bùa đỏ, mày làm sao thu thập các ám số thứ 12 cho idol tớ hận cậu. Xoắn chói thành công, quy thành công, pháo hạt nổ đến lượt thứ 3 và đó là hai mạng. Ok chưa? Đứng giữa thì Viego ra ganh nhưng mà dịch thảy siêu bom sát thương là chưa đủ cho tình huống này. Bị thiêu đốt ngược trở lại. Thôi, mặt nạ đốt thế này thì hỏng rồi. Brand cân 2 ở đây rồi. Phía bên kia có Brand đánh hay quá anh em ơi. Sako tàng hình ra và Thúy Hồng có vẻ là hơi khó về cho tình huống này với con Sako thiêu đốt cùng với mưa kiếm. Còn đường trên thì Garen đã bị mất máu khá nhiều mặc dù đã về mua trang bị rồi nhưng mà đến lại đường trên thì bị Illaoi nó dập cho liên tục vào đầu. Như Caria Việt Nam luôn anh em. Có phải idol không? À, tài năng trẻ 2K10 đã nhận ra idol tớ hận cậu rồi. Có phải idol không? Nhiều chuyện à mày. Tên lửa đã đạn từ xa không bao nhiêu sát thương. Big Crank lao lên kéo xịt, kéo không trúng cả phân thân của idol và sau đó là một pha nổ hoa. Big Crank bị bỏ lại phía sau và mạng được nhường lại dành cho Ezreal. Nhường mạng thế mà không biết mà gánh team thì đừng có trách. Illaoi đường trên không có chiêu cuối, cân hai là không nổi rồi. Illaoi quật quy và đang bị Garen gãi liên tục. Xúc tu đấy từ Illaoi quật chiêu cuối từ Garen lấy mạng của Illaoi. Cuộc đời bá đạo đã có một tiếng ganh thành công khu đường trên và giúp cho Garen phần nào đó trở lại cái kèo top này. Có phải idol không ạ? Ai hi baby. Sợ chị em gái, sợ chị em gái. Idol game này chắc ôn nhiều ra phết. Đang xanh mà, đang xanh thì phải chắc ôn thôi, tranh thủ chứ anh em. Sợ chưa? Bay sợ chưa? Thúy Hồng có vẻ là không sợ lắm. Thúy Hồng tốc biến, Thúy Hồng cố gắng ăn trụ với cái W của mình nhưng mà Thúy Hồng hỏng áo W. Đứt sớm về Hồng ơi. Đánh tay xong W là được cái trụ ngon luôn rồi. Thúy Hồng xử lý hơi fail. Đây là tiếng Illaoi dịch chuyển vòng ra phía sau. Garen nhận ra vấn đề và hơi trễ nhưng mà Garen tạm thời vẫn rút lui được với một chấm máu ở đây. Tên lửa đã đạo từ xa đến từ Dinh bắn cái gì. Ezreal idol tốc biến lên và sau đó thì một mạng dành cho idol tớ hận cậu. Viego làm cái gì ở đây thế này. Ôi idol vẫn sống nhờ một pha xử lý rất tốt đến từ idol tớ hận cậu với tiếng fake con lính. Hỏi
Quỳ xịt ạ. Quỳ xịt nhưng không sao. Ok chưa? Quánh như Keria này. Chết tim bạn thôi. Một pha fake lính lên khu đường trên chung với lại xạ thủ và ngay lập tức đó là tiếng Garen lên bảng đếm số mà thôi. Tầm này thì con Nico này của idol đi đến đâu là team địch nằm xuống như dạ. Tất nhiên là đường dưới thì đang bị đối phương khai thác, nhưng mà đường trên sẽ có lại một vài công trình cho bên phía team idol mà thôi. Thậm chí lúc này là vào farm luôn cả cho mình, đó là bãi người đá. Một support carry đích thực ở đây. Trong khi đó thì Thúy Hồng ván này đang farm rất tốt so với Brand phía bên kia, nhưng chết đã là 6 xác rồi. Có W để ăn cái trụ này và đó sẽ là mạng nhầm trụ dành cho Thúy Hồng, nhưng mà bị Brand tốc biến lên. Trưởng rất tốt đến từ Brand, kích cả nội tại và siêu bom trước khi lên bảng đến từ Thúy Hồng. Đường trên thì Garen đang có định cân 2 khi không thấy có sự xuất hiện đến từ Idol. Có trụ 2 đường trên luôn rồi. Chiêu cuối đến từ Ilaoi dập thẳng vào Nico, hay quá phải không nghe mấy em. Đúng là câu chat thương hiệu của Idol. Tốc biến lên câm lặng và sau đó là một pha chiêu cuối dứt điểm với thiêu đốt đến từ Garen. Combo gọi là tối thượng của Garen rồi. Dinh đang bắn liên tục Ilaoi quật quy, quật quy xịt đó lên bảng đếm số với mạng dành cho vị trí của Brick Rank. Nico hay quá phải không các em? Ok chưa? Đây là tình huống mà Idol ra khu đứng giữa e thành công đối phương đồng hồ. Nổ hoa mày đồng hồ, mày đồng hồ hộ. Ok chưa? Dăm ba cái thằng Brand nghĩ mày xanh. 11 mạng dành cho Idol, tớ hận cậu. Sako ra có định solo với Idol. Mày solo với ai? Mày solo với ai? Mày solo với ai? Tớ giết cả bóng lẫn người ở đây bây giờ. Mày solo với ai? Mày solo với ai? Ok chưa? Ok chưa? Ok, đó là tiếng đổi mạng với lại vị trí của Sako phía bên kia. Láo. Dám láo với Idol. Virgo đứng trên chiêu cuối vào làm chậm đánh tay liên tục, chém liên tục đến từ Virgo. Và đó là mạng dành cho Tống Lê Trần ở khu vực đứng trên. Láo. Dám solo với con Nico hai đầu lớn của Idol. Lúc này thì Ezreal đang bị tấm bởi vị trí Big Rank, kéo rất tốt đến từ Big Rank. Và sau đó thì Zing chuyển sang bắn lính hết rồi. Zing giật bắn luôn cả vào lính rồi. E đến từ Zing hơi với tầm. Và sau đó thì lúc này Idol chuẩn bị di chuyển trở lại với con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu. Lại trả bảo gánh team. Gánh quá đi chứ. 12 mạng trên tổng số 20 mạng của team. Màn rượt đuổi tỷ số về mạng cũng là tương đối căng. Brand đang ping liên tục vào đầu con Zing 2K10 này rồi. Có vẻ như chỉ có Zing là người nhận ra đây là idol tớ hận cậu mà thôi. Brand có một lúc trưởng hai người ở đây và sau đó là một lượng sát thương quá lớn khiến cho Ezreal lên bảng đếm số. Virgo không có chiêu cuối gãi liên tục với gươm suy vong của mình, sát thương liệu rằng có đủ hay không, nó là đủ rồi. Zeke đã có mạng của Sako và đó là một tình huống rồng có lẽ sẽ thuộc về team idol mà thôi. Virgo tung chiêu cuối của mình để ăn luôn cả bãi chim ạ. Nó chiêu cuối nhặt được sau khi reset cái mạng của con Brand phía bên kia mà thôi. Tên lửa từ xa nó xịt rồi, may là Virgo vẫn giữ được con rồng lửa này. Sau đó idol bắt đầu di chuyển cặp mắt với tiếng fake nhẹ vị trí của Thúy Hồng ở đây. Chị em. Và sau đó thì cắm mắt để bắt lẻ, nhưng mà Zing sẽ đến đây nó lại về nhở. Sao con Zing nó đi ra nơi nó lại về nhở, máu nhiều mà ta. Ilaoi thì vừa kéo được cái hồn của con Big Rank đang bắt đầu dập liên tục ở đây rồi. Idol lại bắt đầu cái giáo án support đẩy lẻ của mình với một con bài Nico đang là quá xanh. Ai cản nổi con Nico này đây. Đường trên thì nó là pha dịch chuyển hơi trễ nên Thúy Hồng mất trụ đường trên rồi. Đường dưới thì Nico của Idol bắt đầu tác động trụ phía bên kia, có cảm giác hơi bất lực. Cảm giác có vẻ là hơi bất lực ở đây rồi. Một pha xoắn chói đẩy quy vào lấy đi đối phương nửa cây. Và đứng trên thì Thúy Hồng bị solo kill bởi Garen. Garen yếu và Ezreal gỡ được một mạng hạ gục. Virgo lao vào băng trụ chung với Idol và có mạng, có cả trụ luôn chứ còn chờ gì nữa đây. Một mạng của Brand, người xanh nhất phía team một, người đang coi là gánh team cùng với một trụ đứng dưới. Chia tiền chung với lại vị trí của Virgo. Quá giàu rồi, cầm cho mình đó là 2200 tiền. Nước mắt 360 số, liệu rằng có được nâng cấp thành một quyền trượng hay không. Một player như là Idol tận cậu thì cực kỳ thích mua nước mắt. Nhưng mà việc có nâng cấp nó hay không thì nó lại là câu chuyện khác nha anh em nhé. Một cái gậy quá khổ để đó đã. Big Rank lao lên, sau đó thì bị Ilaoi dập chiêu cuối vào đầu. Kéo E trúng đến từ Ilaoi, tiếp tục dập tiếp. Big Rank có vẻ là khá cứng với Iron Sorcery, còn Zing thì bắn không vào máu Ilaoi với một găng tay băng giá ở đây. Quá trâu. Dừng bên phía bên kia không biết đang làm gì nãy giờ nhỉ. Sako này cứ lò dò lám gì không biết nữa. Ra rồng thì chết hai mạng không ăn được con rồng nào. Cùng ngày sáng tối thì Ezreal, sau đó là một tình huống idol đến fake cái bóng nhẹ của vị trí của Virgo và sau đó dứt điểm được Sako. Một pha xử lý rất tấu hề đến từ vị trí của Tống Lê Chân, và đó là tình huống Ilaoi bị bớt full combo bởi con Brand hút máu lại từ Q ra không đủ. Ezreal E lên bắn Q trúng sát từ đây thì Ezreal nó là không nhiều lắm cho tình huống này. Ezreal tốc biến đi nhưng Brand có đồng hồ. Mày đồng hồ với tao, mày đồng hồ với tao.
giết được Zamba, thằng Ezreal đánh gà gà chứ làm sao mà giết được idol ở đây anh em. Mà Thúy Hồng solo có sứ giả ổn không Thúy Hồng ơi? Hồng có ổn không Hồng? Thấy là có vẻ là không ổn lắm Hồng ơi. Mày thế nhở? Sợ chưa mấy em? Ok chưa? Sợ chưa mấy em? Nhìn trụy đánh con này nó là sợ chưa? Fake nhẹ có dích một máu và Dinh có vẻ nhìn ham ha. Dinh có vẻ nhìn thấy cái gì nó lấp ló ở đây, một máu ở đây ham ham. Đứng dưới thì Garen tiếp tục đẩy lẻ ở đây rồi. Vòng ra với cái hạt thông nổ để tấn công xạ thủ đối phương nhưng mà chiêu cuối chưa hồi anh em ạ. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Y Lao Y để cản pha ăn trụ đến từ vị trí của Nguyễn Anh PT. E trúng Y Lao Y tung chiêu cuối và Garen đi rồi. Tên lửa đã đạo từ xa nó có vẻ là sẽ không có mạng nào dành cho Dinh này cả. Idol đứng cam sẵn với chiêu cuối đã hồi lại kịp. Dinh có vẻ đang đẩy hơi cao so với một người sinh năm 2K10 bạn ơi. 2K10 mà đẩy đến đây là hỏng rồi. Đoán xem cái gì ở phía sau bạn. Bạn có chắc đây là một con Dịch yếu máu hay là không? Gặp nghiệt xúc trên rừng Sako, Dinh bất cả hai spell bỏ chạy. Sau đó thì Idol nổ hoa trúng vào Sako. Phía bên kia Ezreal tới vét mạng đi nào. Idol bị fear rồi. Brand tốc biến lên và sau đó thì trưởng hết vào người của Ezreal. Ezreal bị stun, Ezreal lên bảng đếm số mạng dành cho Idol. Tớ hận cậu khi mà Sako đã chết rồi. EQ sau một tiếng tốc biến đánh tay liên tục và Dinh hết spell chắc chắn là đi double kill cho Idol ở đây rồi. Phía bên kia Brand đã bị hạ gục bởi vị trí của Viego, unstoppable không thể ngăn cản. Brand đã chát ôn gặp nghiệt sức đi rừng đánh Sako rồi. Chát ôn là rất căng đến từ vị trí của Brand. Đội xanh đã bỏ phiếu đầu hàng thất bại với 3/2. Gặp một con Nico đánh quá hay của Idol và bắt đầu hơi ngợp cho phía team 1. Được không Dinh? Được không Dinh? Mũ phù thủy, trời ơi, giàu thế nhở. 12.900 tiền gọi là ao trình lúc bi chưa? Đánh thế mà cứ bị kẻ là sắt 2, cay. Cay thì vờ lờ. Rồi, được cái mũ phù thủy ở đây cũng là gọi là có tí sát thương rồi đấy. Ba trang bị thời điểm này EQ nhiều khi chết một đứa rồi chứ không cần phải đến R. Dịch của Thúy Hồng có cho mình con sứ giả và ăn được luôn cả Mega đứng giữa đấy thì Thúy Hồng chơi game kiểu phá nhà không. Idol đã tới sắn chói vào và đó là mạng dành cho Dịch của Thúy Hồng. Chị em kết hợp thế này là toang team địch rồi. Nổ hoa thành công, đối phương có cái đồng hồ. Hết cái đồng hồ thì Dịch đặt cái W hơi sớm, đánh tay thì Idol có mạng sau đó bấm đồng hồ để câu thêm thời gian. Dinh bắn gần như là không có đam nhưng mà cái clone của Sako nó nổ nên nó phía trên diện rộng và Idol vẫn có thể rút lui về được. Big Crank kéo xịt tên lửa đã từ xa. À, không trúng rồi. Vẫn có thể rút lui về được một cách an toàn đến từ Idol. Sako tàng hình sang, Ezreal bị kiệt sức. Và sau đó là một tiếng Viego tới với tiếng tàng hình của mình. Sako đâm lên và có mạng của Thúy Hồng rồi. Tuyệt mệnh đến từ Viego có mạng ngay lập tức. Và đó là tiếng Big Crank có lẽ cũng sẽ phải đi chung và thôi. Tốc biến làm cái gì đây? Sako của cuộc đời bá đạo. Cuộc đời Dinh GG. Cuộc đời bá đạo nhưng mà game này nó có vẻ là hơi hoàn toàn là vặt ở đây. Viego farm rất tốt ha. Ở tầm này thì team của Idol lại chuẩn bị ra ăn rồng rồi. Garen có cho mình chiêu cuối nhưng không còn tốc biến tiếp cận kiểu gì với con Ezreal lúc này. Nó đã có quá nhiều sát thương và sự cơ động. Một con Ezreal thời điểm này E đã cộng được 4 điểm và chỉ có 10 giây hồi bắn quy trúng nó còn hồi nhanh nữa. Viego thì đi farm rồng rất là chill, còn Idol thì đang đẩy lẻ. 18 mạng sau 23 phút. Là màn farm mạng của Idol tớ hận cậu. Đẩy lẻ và bắt đầu gia tăng thêm chỉ số farm. Tầm này thì không trông chờ gì vào con Ezreal được anh em ạ, quá yếu đi. Mình ba đồ, mình phải farm, mình phải gánh team mà thôi. Bên phía bên này thì Pake làm cái gì ở đây? Tuyết Lê Pake đã bị hạ gục cho tình huống đi ra để check rồng. Rồng mất mà người thì cũng không còn ở đây luôn. Tiếp tục fake một con Zig 39 để bait đối phương. Garen fake check, ăn full combo của Nico và sau đó thì bị Y Lao Y kéo E. Má ui ui. Garen chiêu cuối đam to vai. Bên này là pha cung ánh sáng đến từ vị trí của Ezreal. Tốc biến bị phía bên phải tống lên chân nhưng mà sau đó thì tống lên chân vẫn có mạng của Sako. Cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, bị Clon chém phải hơi nhiều nhưng may là sống sót được. Garen thọt thọt một khỏe thế nhờ. Một lúc nó cân 2 với một chút sự sát thương hỗ trợ đến từ đồng đội mà thôi. Hơi fail rồi. Ezreal đang bắn Q nhưng gần như không có đam và con Big Crank quá nhiều giáp. Viego máu me cũng đang là tương đối yếu để có thể tiếp tục giao tranh. Kéo chúng đến từ Big Crank, Garen bắt đầu vào. Viego lao ra và ăn đam đến từ Garen lên bảng đếm số. Đứng trên Thúy Hồng lại bị con Brand nó full combo và đầu nó thiêu đốt vào đầu. W xịt đến từ Brand nhưng mà sát thương vẫn là đủ mà thôi. Q nhầm cả vào lính đánh tay thì sát thương là quá nhiều. Ở khu đứng giữa thì Garen đã có trụ tiền thưởng mục tiêu. Ezreal đang cố gắng phòng ngự chung với cú dịch chuyển đến từ vị trí của Y Lao Y. Còn Idol thì sẽ làm gì đây? Idol đang fake một con Viego trên bảng đếm số và ngay lập tức đó là một con Viego 75 máu ở đây. Không biết là bên phía bên kia có cắn bait hay là không.
Garen lao lên với cái cú cầm lặng trùy phản kích các kiểu và đang quáng bỏ chạy. Một máu đến từ idol bên phía bên kia, có phải là nhìn thấy Dinh quay lại bắn chiêu cuối tính ăn mạng nhưng mà không được. Đó là một con Nico còn full cây chứ không phải là một con Viego 70+ máu đâu bạn. Quá non rồi. Garen là người bị dính xoắn chói nổ hoa và chết trong tiếng vừa rồi. Tiếp tục fake nhẹ một con Viego một máu ở đây. Brand kéo xịt và đó là một tiếng Brand phải đồng hồ để né sát thương đến từ idol. Nhưng mà nó đẩy chu cuối cũng là tương đối đau. Idol mất máu và là hơi nhiều. Idol lên bản điểm số với mạng rồi. Big Rank may quá. Support phía kia ăn mạng. Big Rank ăn 2 mạng. Every để tốc biến hồi máu. Sau đó thì là một QWR. Các kiểu xịt hết tất cả mọi thứ. Bị Sako shut down ở đây. Ây u, hỏng ơi hỏng ấy, anh em ơi. Có vẻ là không giòn rồi. Đổi thế này là không giòn anh em ạ. Đồ tiếp theo thì idol đang có vẻ hướng tới một cái hư sành quá ở chuyện hư vô luôn rồi. 35-38 và cách biệt về tiền vẫn là con số 5.000 tiền cho team idol tớ hận cậu. Đánh con Nico xanh như thế này mà gánh team cảm giác là vẫn hơi vất vả. Hồng đẩy siêu bom, đẩy W lấy được cái nội tại của Big Rank. Đối phương như có định ăn Baron thì phải hay sao anh em ơi? Ăn Baron các bạn có chắc hay không? Máu me này ăn Baron nổi không các bạn? Một pha tuyệt mệnh xịt đến từ Viego khi mà Q đến từ Sako đã đúng cái thời điểm mà đối phương chưa cúi xuống. Một pha đứng rình đến từ vị trí của Brand, tốc biến chạy đến từ Zing, Big Rank kéo lại xịt rồi, kéo trúng quả đấy chắc chắn là chết con Zing. Garen di chuyển ra hỗ trợ đồng đội một nhịp và Brand vẫn đang tiếp tục đứng phục ở đây. Sako thì máu quá yếu đã phải về, Zig W rất hay đẩy đối phương ra và đẩy mình về một vị trí rất đẹp để solo với xạ thủ đối phương. Garen chiêu cuối không đủ đam, Brand đã tới, nhặt xác đối phương lên đi bạn, không nhặt xác đối phương lên và Brand tốc biến sang trưởng EQ cực kỳ tốt, sau đó là W ăn mạng của Thúy Hồng ở đây rồi. Nội tại nổ và double kill dành cho vị trí của Brand. Idol lại tiếp tục fake một người lên bảng điểm số, đó là Every và tốc biến xoắn chói mắc tầm đẩy quy vào mạng dành cho Illaoi. Illaoi ăn cái mạng của Brand không? Zing đã shadow lên hay. Không biết là hay cái gì. Sako thì vẫn đang quáng tàng hình bỏ chạy sau tình huống bị kéo e bởi Illaoi gác cổng lục bảo. Đã có một con Illaoi hai trang bị tại thời điểm này và có vẻ là khá cứng cáp. E lên đánh tay liên tục đến từ Every, Sako nhả chiêu cuối của mình ra và sau đó là bị focus lại. Chiều cuối luôn. Báo. Báo thì vừa luôn. Idol lại vét được cái mạng ở đây rồi. Sako mày làm cái gì ở đây? Ok chưa? Cái gì cũng đến tay. Cái gì cũng đến tay. Láo. Dám giết AD của tao. 20 mạng hạ gục. Một game đấu ăn tới 20 mạng đến từ idol tớ hận cậu. Và tiếp tục phải gánh một cái team mà cảm giác là đang hơi ít người dương mạng. Chiêu cuối xịt đến từ Zing, cú kéo đến từ Big Rank cũng chỉ trúng vào cái bóng của idol mà thôi. Mấy thằng này láo nháo thế nhở, vâng Big Rank tốc biến lên kiệt sức và sau đó chiêu cuối đến từ Big Rank và sau đó thì làm cái gì đây? Nổ hoa được đưa ra đến từ idol, bị kéo bởi Big Rank và sau đó thì đồng hồ được dùng siêu bom từ xa. Zig đã đi mạng dành cho idol nhưng sau đó bị Zing giật bắn lấy mạng ở đây. Đổi mạng thành công đến từ vị trí của idol tớ hận cậu nhắm tới một con Big Rank phía bên kia. Nãy giờ nó đang hơi thái độ, một pha dồn sát thương rất tốt để tống lê chân nhưng đối phương còn đồng hồ. Hết cái đồng hồ này thì sao? Hết cái đồng hồ này bị Illaoi KS mạng rồi. Hai team bắt đầu va chạm nhiều hơn với những tình huống giao tranh đổi mạng liên tục và không có bên nào có định ăn mục tiêu gì cả. Mặc dù Baron vẫn còn, rồng nguyên tố sắp có dành cho idol và nó sẽ là linh hồn rồng hóa kỹ cho bên phía của team idol tớ hận cậu. 21 mà hạ gục rồi. Baron hả? Team idol đang có một pha côn Baron. Sako thì đang đi farm rừng rất chill ở đây. Viego thì team ăn Baron lại chạy đi ra mid làm cái gì thế này? Không biết lý do tại sao lại sợ một con Garen với con Viego 3 đồ ở thời điểm này nữa. Chém liên tục đến từ Viego. Garen mất máu là quá nhiều. Tuyệt mệnh theo đến từ Viego hay tốc biến theo? Tốc biến theo vì không còn tuyệt mệnh nữa. Mạng dành cho Viego phía bên kia thì Ezreal và Illaoi ăn Baron phải là hơi vất vả. Hai người ăn Baron mà nhìn cực kỳ là vất vả ở đây. Rồng đang được kiểm soát đến từ Sako và Sako cuối cùng cũng đã biết làm cái gì đó để kiểm soát mục tiêu rồi. Con Baron này có vẻ là ăn được không anh em? Brand GG. Cái tin được tạ điên. Thề. Nó hiểu kiểu gì. Zing bắn một cú chiêu cuối vu vơ và ăn được mạng của con Ezreal phía bên kia. Cực kỳ là khó hiểu. Viego đang lang thang bị hoa soi sáng phát hiện vị trí. Và sau đó là một tình huống mà Viego chạy ạ. Không biết lý do vì sao mà con Viego 3 đồ này có chiêu cuối lại sợ một con Brand. Cắm đầu cắm cổ chạy. Idol tầm này dỗi quá đi đầy lẻ rồi. Big Rank kéo xịt, Viego bắt choáng và chém liên tục. Big Rank chiêu cuối kích cho mình đó là một lượng chống chịu tương đối với cái dư chấn của mình. Sau đó thì Brand đến nổ sát thương là quá nhiều. Illaoi W vào có mạng cho Illaoi. Sau đó thì khó về rồi.
Idol bị phi và bị lộ chân thân luôn. Zik đang quăng ăn nhà, Zik trong game này thì phá nhà, sắn chói chiêu cuối đồng hồ, tất cả mọi thứ được dùng đến từ Idol. Và sau đó bị câm lặng bởi Garen, sau đó thì nằm xuống với double kill Sako. Thúy Hồng đã tranh thủ khoảng thời gian đồng đội trên bảng điểm số để vét cho mình một cái mega. W rất hay để rút lui đến từ Thúy Hồng, nhìn xử lý Zik có phải là biết chơi điện tử, tốc biến đi từ Thúy Hồng rồi. Thúy Hồng có cái hạt thông, Thúy Hồng ơi. E ra đến từ Thúy Hồng, Sako này nó rất là mỏng, Sako này có thể bị chết trong tình huống rồi sẽ từng người trở lại, nhưng Thúy Hồng quyết định đánh hạt thông đổ rút lui an toàn. Eri đã tới rồi. Một cái Eri thực ra là cũng tương đối vô hại tại thời điểm này. Cảm giác con Nico 4 đồ mà sao bớt sát thương nó cứ yếu yếu kiểu gì nhỉ? Bên kia có phải là cảm giác là nó lên hơi nhiều kháng phép rồi thì phải. Brand Boost bớt đau thế. Có 3 đồ nó bớt phát Eri đi nguyên cây hồi mà cũng không sống nổi. Mất Baron đến nơi đấy anh em. Đánh này một hồi là mất Baron đấy nha. Đối phương bắt đầu có rượu ping Baron rồi. Tiền bây giờ vẫn đang còn chênh lệch khoảng con số khoảng gần 4k. Đối phương có dấu hiệu ăn Baron thật đó. Các bạn chắc chưa? Các bạn đã chắc về ý định này chưa? Đam đến từ bên phía team 1 cho con Baron này cũng là khá nhiều. Nhưng mà Thúy Hồng ở khá gần với một cái siêu bom địa ngục Thúy Hồng ơi. Đối phương nhả clone Sako ra ăn nhanh thế nhờ. Mất Baron rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Team địch biết chữ điện tử ấy, anh em ạ. Thường ở rank đồng này phải đến tầm 3 mấy phút người ta mới ăn Baron. Tên này 30 phút ăn rồi. Thậm chí là có những game 4 mấy phút không bên nào ăn Baron luôn. Team 1 biết ăn Baron. Ảo thật sự. Và sau đó thì là một tình huống gần như là cân bằng về thế trận đến tất cả hai team. Zik của Thúy Hồng bị kiệt sức và Đam và con Big Crank phía bên kia nó gần số 0 rồi. Mạng dành cho xạ thủ 2K10 bên phía của team 1 của Ezreal, của đây là Nico của Idol vòng ra phía sau với tiếng xoắn chói xịt rồi. Bị câm lặng bởi Garen và Garen có định sốc sát thương Idol, nổ hoa được dùng để lấy CC. Sau đó thì tốc biến đi, thả diều cực kỳ tốt đến từ Idol, xoắn chói trả ngược trở lại bị thiêu đốt. Garen không đủ tầm để chiêu cuối. Ok chưa? Baron lại ping liên tục vào đầu Garen rồi. Garen rất trâu với những trang bị hiện tại nhưng mà bị Idol sốc chết ngay lập tức với một con Nico đã gần như là full đồ ở đây. Tên lửa đã đạn từ xa nó đã bị che mất rồi. Cầm Baron nhưng bị Idol vét một mạng thế này thì áp dụng Baron kiểu gì đây? Viego vòng ra phía sau với cú tuyệt mạnh làm chậm đối phương, flash chạy Viego W theo. Làm choáng tốt, chém tay liên tục nhưng bị choáng ngược trở lại. Đối phương bớt full combo sau đó đồng hồ khiến cho vị trí của Tống Lê Trần mất máu cực nhiều. Big Crank tốc biến lên nhưng mạng solo kill thuộc về cho vị trí của... xử lý rất an toàn đến tất cả hai team. Một game đấu chênh lệch 8-9 nghìn tiền, không phải lên 5-6 nghìn tiền, nhưng mà nãy giờ thì team Idol throw game hơi nhiều. Sako tính solo với Ezreal, Ezreal bị chém 3 đòn mưa kiếm và sau đó lên bảng điểm số ở đây. Này thì Blame cuộc đời bá đạo. Bây giờ thì cuộc đời bá đạo đang là người gánh team. Một pha tàng hình tính chơi Idol luôn đến từ vị trí của Sako. Một cú R đồng hồ và đó là một mạng solo kill dành cho Idol, không được tính là một điểm hỗ trợ dành cho vị trí của Ezreal. Láo. Quá láo. Ăn được mạng của Ezreal nghĩ mình xanh. Ăn được mạng của Ezreal nghĩ mình ngon. Dám tính bắt lẻ Idol. Đang là một pha fake link đến từ Nico của tớ hận cậu. Và để xem pha fake link này có bắt được Zing phía bên kia hay là không. Đứng trên Big Crank kéo xịt rồi. Đây một quả fake link đến từ Idol. À, cùng xem là liệu rằng Zing có bị cắn bết hay là không. Ok chưa? Ôi đạp chát rồi. Đạp chát rồi, cứu. Hết cứu rồi. Bị Brand ra với Big Crank ra gỡ mạng mất rồi. Zing có vẻ là hơi cay rồi. Zing có vẻ nãy giờ bị giết hơi nhiều. Big Crank lao lên, Y lao Y có lẽ sẽ là tình huống cân 3 với cái chiêu cuối của mình. Y lao Y chiêu cuối kéo E, sao không E trước chiêu cuối sau. Do đó là một tình huống tốc biến đập phật vào tường. Gác cổng lục bảo bị nằm xuống với sát thương đến từ Brand mà Garen thậm chí còn chưa kịp chạm vào người của đối phương. Rồng nguyên tố thứ 5 đã xuất hiện rồi. Linh hồn rồng trước mắt không ăn được nữa thì thôi. Tạo tiền đề cho như thế rồi, không biết kiểm soát rồng đi công Viego này. Cắm đầu cắm cổ vào farm 200 CS không biết để làm cái gì. Baron thì không ăn. Rồng trước mắt thì cũng đang chạy lên cánh trên đi farm cóc. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà lại lên cánh trên farm cóc cho thời điểm này. Trong khi đó thì Sako rất ý thức được việc là phải kiểm soát mục tiêu như thế nào. Zing đã bắn một cú chiêu cuối ra để KS rồng nhưng mà rất tiếc cú chiêu cuối nó đi vào hư không. Bộ đôi Thúy Hồng và Smelty đang cố gắng kiểm soát cho mình một con rồng nguyên tố cực kỳ quan trọng. Trong lúc đó thì rừng đang bị đấm liên tục ở khu vực đứng trên bởi một con Brand quá xanh tại thời điểm này. Và Sako là người có trừng phạt. Sako tàng hình lao xuống với cú chiêu cuối của mình và sau đó thì bị ăn một quả bom rất thốn đến từ Zik. Siêu bom chết cả bóng lẫn người ở đây. Và con rồng này không còn trừng phạt đến từ phía của team 1 nữa thì ai sẽ là người ăn? Garen tốc biến lên, Garen bị CC, Garen bị nổ hoa, Garen đang quắng xoay E của mình và sau đó thì là một pha chiêu cuối Idol E quy đồng hồ.
đồng đội ăn được mạng của Garen rồi, nhưng mà Viego vẫn không biết đi đâu về đâu. Tớ hận cậu yếu lắm rồi. Dinh có mạng và sau Dinh bắn cả vào rồng rồi. Big Crank đang bị kéo e bởi vị trí của Illaoi. Ở đường trên thì Viego vẫn đang bỏ nhà chạy đi bộ, và sau đó thì là một tiếng Brand đang cố gắng dọn lính khu đường trên. Big Crank yếu lắm rồi, Big Crank bị trưởng liên tục, Big Crank yếu, Big Crank nằm và đó là mạng dành cho Thúy Hồng. Đường trên thì Viego vẫn đang lùng nhau với lại vị trí của Brand. Brand dí Viego chạy một vòng lại vòng về, bùa xanh ăn tiếp. Và rồng vẫn có dành cho team idol. Tớ hận cậu với tiểu quyên sinh đến từ idol để có thể gỡ được một con rồng nguyên tố. Viego thì đang biết làm gì ở đây nữa, đi rừng thì farm hết cả bản đồ xong thì chạy vòng vòng đấy thôi hả? Mục tiêu thì không ăn, mạng thì cũng là idol gánh. 35 phút farm 24 mạng gánh team bao giờ không. Bán luôn cho mình trang bị support để hoàn thành trang bị cuối cùng, đó là quyền trượng đại thiên sứ. Ok chưa, thiếu điều tí nữa bán luôn cả giày đấy. 773 AP, một giáo án support gánh team thực sự là rất ổn áp đến từ idol, nhưng mà team lúc này thì đang từ chối khả năng gánh team của idol với những KDA nhìn vô cùng tệ hại. Những KDA mà lúc này Illaoi đang âm mạng, Zik của Thúy Hồng thì ván này được một cái là Thúy Hồng cũng ăn được khá là nhiều trụ nên là Suzy một tí với KDA như thế này. Ezreal của Smelty thì thật là quá phế rồi. Đánh cái gì mà farm thua cả ông Dinh phía bên kia rồi. Có cái ông Viego này, ông chất là chăm farm đây này. Có bao nhiêu thứ thì ông farm hết. Brand lao ra với tướng trưởng để cân hai, nhưng mà sau đó thì có vẻ nhận ra là đây hơi đông người đẩy chiêu cuối cũng rất tốt đến từ vị trí của Brand rồi. Illaoi tung chiêu cuối, Viego áp sát xạ thủ đối phương và chém là rất phũ đấy từ Viego. Nhặt xác được hay không? Không nhặt xác được rồi. Zik đang quáng trưởng trở lại cùng ánh sáng từ xa đến từ Ezreal, nó trúng vào người của Dinh, nhưng mà Zik lúc này của Thúy Hồng đang hơi đơn độc, tốc biến đi, tốc biến theo, trưởng vào EQ, Q xịt nhưng mà Q vẫn dính, ảo thế, hitbox ảo thế nhỉ. Thì ngay mà. Rời idol ra một cái là lại thua ngay mà. Rời con Nico của idol ra là kiểu gì thì phải cũng thua thôi. Fake nhẹ cái bóng của Viego một máu và sau đó là một tiếng Garen dồn sát thương ngược trở lại. Solo với con Garen này có vẻ là hơi trâu anh em ơi. Hết đam rồi. Cứu. Cứu, 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 cứu. Tôi biết giác quá anh em ơi. Đúng rồi, Ezreal gỡ mạng đi bạn. Gỡ mạng đi, còn cái gì nữa đâu mà không gỡ đây. Chịu rồi, thế chịu rồi. Lấy hết tài nguyên kỹ năng của đối phương mà không biết vét cái mạng này, tôi chịu rồi. Khô lời rồi. Đang có một tiếng solo Baron đến từ vị trí của cuộc đời bá đạo. Thực sự là một tiếng quyết định rất bá đạo đến từ vị trí của Sako. Nhưng mà clone chết nhanh quá rồi, Sako lại được ăn được con Baron này hay không? Ezreal nói để tôi hỗ trợ thêm vị bạn tí đam nha. Đúng rồi, Viego cũng đã tới. Viego đánh hạt thông nổ súng tuyệt mệnh và Garen. Và sau đó Viego tốc biến đi với một chấm máu ở trên đầu. Thực sự là tiếng xử lý rất khó hiểu. Dinh bắn chiêu cuối xịt, Illaoi của các cổng lục bảo thì đã bị kiệt sức và sát thương bị giảm đi tương đối đáng kể cho tình huống này. Brand thì đang cố gắng đẩy lẻ khu đứng dưới. Có trụ hai đứng dưới cho Brand nhưng mà team đã không ăn được Baron rồi. Big Crank thì kéo trượt cho tình huống mà đối phương không có tầm nhìn. May là chưa mất Baron 2 anh em ơi. Game căng quá rồi. Game căng có 238 phút, lúc này là hơn 100 kill rồi. Và để xem là liệu rằng idol có gánh được cái team này hay không đây. Big Crank đang là người đi lạc nhưng mà đối phương có tốc độ di chuyển là khá cao. Thúy Hồng không bắt được Big Crank trong tình huống này. Idol thấy game có vẻ là hơi no hope nên quyết định đi đẩy lẻ rồi. Viego tàng hình lao lên trừng phạt làm chậm bắt choáng vào, nhưng mà đây Garen nó hơi trâu thì phải. Mất máu rất nhiều đến từ vị trí của Tống Lê Chân, phải chiêu cuối ra nhưng ăn ngay chiêu cuối. Garen sắp được chuẩn và lên bản đếm số. Illaoi bị câm lặng và không cân năm được ở đây. Thúy Hồng cũng gãy rồi. Thôi hỏng rồi, chết hết ba ông ra mít, chết hết ba ông thế này thì idol đang tiếp tục đẩy lẻ không đứng dưới và đối phương liệu rằng có end game hay không. Ezreal fake check, Ezreal có một tình huống né choáng, né cả kéo đến từ Big Crank. Ezreal đang cố gắng bắn Q để dọn lính và không cho đối phương cơ hội để end game. Trong lúc đó thì idol vẫn đang tiếp tục phải đẩy lẻ khu đứng dưới mà thôi. Ezreal đang nỗ lực dọn lính nhưng mà đối phương quá đông và nguy hiểm với một con Big Crank kéo trúng. Garen xoay e, trụ bắn Big Crank không đủ đam. Ezreal gần như là bất lực trước tình huống phá trụ đến từ Garen phía bên kia. Idol có một quả EQ đồng hồ đến từ cả hai bên được dùng.
Tô Tượng xong thì đó là một tình huống bị choáng bởi vị trí của Brand Idol thảy quy hơi với tầm rồi. Và sau đó là một pha xoắn chói solo kill cho Idol. Tớ hận cậu, Baron đã có dành cho tình huống kiểm soát Baron của Sako. Idol bị đốt hơi đau và lên bảng đếm số rồi. Phía bên trong thì Garen kill cuối vào và chịu cuối quá nhiều sát thương đến từ Garen rồi. Ezreal đã nằm xuống với tiểu quét sạch cho bên phía của team 1. Rất tiếc là Idol bị con Brand nó đốt đau quá, thế nên là không ăn được nhà lính ở khu đường dưới đối phương với tình huống đẩy lẻ. Thế trận nó có vẻ là hơi khó nên Idol quyết định đẩy lẻ rồi. Đánh chung với cái team này nó quá là no hope đi. Tốc biến đến từ Illaoi, kéo E đến từ Illaoi, Thúy Hồng chiều cuối xịt rồi. Tốc biến kéo E trúng rồi làm gì nữa ông? Một pha burn tốc biến ra không biết là làm cái gì đến từ vị trí của các cầu lục bảo cả. Đánh cái này thì bảo sao không ở rank sắt. Tôi check thì rank linh hoạt của player này thì đang ở rank vàng. Đánh này mà đòi các cổng lục bảo tôi cũng chịu. Nhưng mà tầm này thì hai team bắt đầu có rượu full đồ hơi nhiều rồi nha. Brand full đồ, Garen full đồ, Sako full đồ. Sako này mưa kiếm nó chém 3 chém chắc là đi luôn rồi. 1, 2, 3 đi luôn rồi. Quá trời sát thương đến con Sako. 80% tỷ lệ chí mạng. Con rồng ngàn tuổi sắp tới sẽ là một mục tiêu cực kỳ quan trọng mà team Idol vẫn đang bị thiếu người. Big Crank thì đang cầm Baron đẩy khu đường dưới. Chiêu cuối xịt đến từ Viego bắt choáng chúng nhưng lại bị kiệt sức, bị chém tay liên tục bởi đối phương. Big Crank đang quăng đấm móc để cũng rút lui mà thôi. Tốc biến về hướng của Illaoi. Illaoi tung luôn chiêu cuối và support đối phương. Dinh bắn chiêu cuối từ xa. Tống Lê Trần quá yếu và lên bảng đếm số với những chát chém cực kỳ là thốn đến từ một con Sako lên AD. Và team chết la liệt rồi. Idol đang quăng fake một con Dinh yếu máu. Bớt full combo đổi với full combo và người chết trước là vị trí của Brand Idol không dính giật bắn quáng bỏ chạy cú kéo đến từ Big Crank lại vô tình trúng Ezreal. Không qua tường rồi quay ngược trở lại với EQ cover quá tốt đến Idol tấn cậu nhưng mà sau đó thì AD vẫn chết cho tình huống này. Ây da, mất rồng ngàn tuổi rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hết cơm cháo rồi. Idol vẫn là người duy nhất sống sót tại thời điểm này của bên phía team 2. Late game bên kia nó quá nhiều người xanh rồi. Idol thì đang lúc này máu quá yếu phải về thôi. Sako tàng hình lên và bị lộ vị trí bởi trụ ZW. Thúy Hồng rút lui tạm thời được chứ để con Sako rồng ngàn tuổi nó chạm vào người thôi là bay màu ngay. Idol lại bắt đầu lò dò đi ra và đang xem là fake ai đấy, fake vị trí của Ezreal. Fake vị trí của Ezreal và Zik đã có một tiếng quang quý rất tốt. Sako mất luôn cho mình đó là cái nỏ tử thủ ở đây. Mất 1 mega sau tình huống mất rồng ngàn tuổi và Baron rồi. Có bao nhiêu mục tiêu là con Viego nó làm mất hết. Gánh team 1 vs 9 đến từ Idol tớ hận cậu, người duy nhất được coi là dương mạng đến từ phía team 2. Một pha fake tốt đến từ Idol và có một lượng CC cực kỳ lớn. Garen máu yếu, Garen chiêu cuối có rồng ngàn tuổi, Garen có mạng trước khi nằm xuống ở đây. Mạng thuộc về cho ai đây? Tốc biến lên E vẫn phải là Idol ăn mạng mà thôi vì Thúy Hồng cũng không có đam. Mạng thứ 28 cho Idol tớ hận cậu sau khi shutdown thành công Garen với lượng tiền rất lớn. Và có cho mình full trang bị rồi, 1000 AP hay là không, 800 AP mà thôi. Một cái dây chuyền chiến thuật Banshee ở món trang bị cuối cùng đến từ Idol tớ hận cậu. Nhường farm lại cho Ezreal ha. Tất cả các player đều âm mạng và tất cả các cái player bên phía team 2 lúc này đều chết trên 10 xác rồi. Tất nhiên Idol chết 12 xác nhưng ăn tới 28 mạng. Gánh phải gọi là on ta là vằn. Không có giày, tốc độ di chuyển là tương đối chậm đến ta đầu tớ hận cậu. Đối phương có phải là biết đây là một con Nico chứ không phải là một con Ezreal. Đối phương đứng cam với cái dòng ngàn tuổi ạ. Sako tàng hình lao lên với ý định làm gì đây, nhả W ra chém liên tục, Sako bị nổ hoa và Sako đi rồi. Idol có mạng, mạng shutdown dừng đối phương, cái gì shutdown cũng đến tay nhưng mà Zing cầm rồng nó bắn thốn quá. ZW tốt đến từ Thúy Hồng để rút lui, Brand tốc biến lên, Thúy Hồng tốc biến đi, phản xạ cũng là tương đối nhanh. Idol đang tìm đường để có thể bấm B về và Zing đã bị bắt lại rồi, Thúy Hồng đi rồi. Thế con Zing này yếu yếu anh em ơi, thế con Zing này yếu yếu anh em à. Fake nhẹ một con Zing máu yếu nhưng mà đối phương hút máu lại hơi nhiều. W EQ nó có con đồng hồ. Mày đi. Tình huống solo rất căng đến từ Idol, đối phương vừa hết rồng xong. May quá nó có đồng hồ nhưng mà nó lại cũng hết rồng rồi. Một pha quỳ. Nó đánh tay một đòn với cái nội tại W và có mạng shutdown của Dinh phía bên kia. Bao nhiêu shutdown là Idol ăn hết 30 mạng xương xương. Viego cũng có mạng của Big Crank với tiếng hội đồng chung với lại vị trí của các cổng lục bảo. Game căng thật sự. VL Garen đi ra, Idol nhả W và Garen có định chơi nhưng mà chơi không nổi. Dinh nhá, Dinh biết Idol nhá.
Nhớ xem giao án này của Idol nhá. Idol đánh hơi bị hay luôn. Và Zing cuối cùng đã chết tới 10 mạng ở đây rồi. Người duy nhất chưa chết 10 mạng ở đây là Big Crank. Cái gì cũng đến tay, đánh cái gì mà đánh support mà ăn tới 30 mạng vẫn chưa gánh nổi. Sợ thật sự. Zing đang ping đó là Nico bị treo 400 tiền trên đầu. Fake một con Eri một máu đến từ Idol để đi ra xem là đối phương có cắn bait hay không. Một pha mà Garen đã cướp rất nhanh con bùa đỏ trước khi Cao chạy xa bay rồi. Garen cũng đã full đồ với tướng bán cả giày rồi. Zing cũng bán giày nhưng lên giảm hồi máu. nghèo mà cũng dáng đu 6 đồ với tôi. Trời ơi. Đã nghèo thì để cái giày mà đi đi ông. Dáng bán giày không có tiền mua cái gì, mua được một cái giảm hồi máu tôi cũng chịu rồi. Người ta giàu người ta mới 6 đồ như này chứ. Brand thì chưa có bán giày. Viego cũng full đồ rồi. Ilaoi là 4 đồ lớn. Ezreal cũng vậy. Zik của Thúy Hồng cũng 4 đồ rồi, đánh đến 45 phút rồi. Đây là một con Baron cực kỳ căng, một con Baron mà nó chỉ còn 15 giây nữa xuất hiện mà thôi. Thúy Hồng đi răng thang bị con Sako tàng hình nó chém siêu bom thảy ra tại chỗ. Ilaoi chiêu cuối và có vẻ như Tuyết Lê Parker đang bị dập liên tục bởi những cái xúc tu ở đây. Cánh trên thì đó là Viego solo cùng với Garen xem là ai thắng ai. Khiên băng Ranui được kích hoạt thiêu đốt chém quy câm lặng chiêu cuối giáp quá nhiều. Thúy Hồng một máu và sống sót, sau đó thì là một tình huống Big Crank bỏ đồng đội khu đứng dưới đẩy lẻ, cũng đua đòi đẩy lẻ giống như Idol tớ hận cậu. Còn Idol thì đang cố gắng fake con Zik trên bản đếm số của Thúy Hồng và liệu rằng Garen có cắn bết hay là không. Garen đang kêu gọi một tình huống Baron. Ilaoi lao ra xoắn chói nổ hòa ở đây, đó là hai người. Ezreal bắt đầu vào đang được đi bạn, và đang đi bro. Garen tốc biến đi với một chấm máu và Sako đã chết rồi. Bấm đồng hồ để câu giờ đi Idol tớ hận cậu và Zing có dám solo hay không. Zing không dám solo và cung ánh sáng từ xa nó đã xịt rồi. Garen thì vẫn sống sót với một chấm máu và sau đó thì nội tại đang giúp cho Garen hồi máu lại. Big Crank thì đang dỗi tim hay không biết như thế nào đây, đi đẩy lẻ ở đường dưới rồi. 46 phút đầy căng thẳng. Và cùng chờ xem là ai sẽ gánh team ở đây. Rất căng nha anh em nha. Một cú chiêu cuối từ xa đến từ Zing. À, chiêu cuối ác phết nhờ. Một cú chiêu cuối đến từ Zing để dằn mặt Idol chăng. Game này bị Idol giết hơi nhiều, hơi cay. Nghèo cũng dáng bán đồ xong rồi cuối cùng lại mua lại giày cùng độ. Sako này nó cũng không đủ tiền để lên đồ 6. Cũng nói chung là tương đối nghèo. Brand thì có đủ tiền rồi đấy. Big Crank đã có một tiếng bị bắt lại. Ilaoi e xịt. ZW đến từ Thúy Hồng cũng không giữ chân đối phương lại được rồi. Idol fake lính và sau đó thì là một tiếng xoắn chói chiêu cuối dứt điểm được hỗ trợ đối phương. Idol hơi yếu bị Garen chiêu cuối dứt điểm và sau đó Garen có tỉ giáp ở đây. Giao tranh to ở đây khu đứng giữa diễn ra và Zing có cho mình hai mạng. Zing bắn tiếp, Ilaoi vẫn còn tương đối nhiều máu. E xịt đến từ Ilaoi rồi. Ở phía bên kia thì Smelty đã cố gắng rút lui, trưởng lại rất tốt đến từ Smelty. Brand lúc này cũng không còn khỏe khoắn như cho Cam và Sako bắt đầu lò dò đi ra. Rồng ngàn tuổi đã có và cùng với đó là một con Baron cánh trên bản đồ. Hai mục tiêu lớn cùng xuất hiện và xem là ai ăn ai đây. Idol có cho mình mạng hạ gục thứ 31 của support đối phương rồi. Ezreal thì trưởng hồi gì mà trưởng trượt tùm lum thế thì đam đâu ra với con Ezreal ở đây. Đánh Ezreal mà trưởng skill trượt và sau đó thì bị Brand solo kill hay như thế nào nhở. Flash né quy W đến từ Brand xịt rồi. Ilaoi đang phải lò dò đi ra với con rồng quá quan trọng và Sako lại còn trừng phạt thì chịu đây. Rồng ngàn tuổi ở Ilaoi chiêu cuối nhưng mà sau đó thì không kịp hồi máu. Đã bị hạ gục rồi, Ezreal ra quá trễ. Và Idol đã bán cho mình một cái Banshee để lên cái gì đây. Con bùa xanh này hơi khó cho Ezreal. Một đòn chém tay là quét sạch thành công đến từ cuộc đời bá đạo. Đầu game thì blame nó, bây giờ nó đang gánh team. Đội đỏ đầu hàng với... Đội đỏ đầu hàng với 4 phiếu thuận và 0 phiếu trống. Idol đang chuẩn bị mua cái giáp tinh thần ở đây. Đang bán cái Banshee lên cái giáp tinh thần thì team 4 thằng đầu hàng ạ. Gánh cũng khó nữa, trời ơi. Thế thì chịu rồi. Gánh 31 mạng ở đây rồi. Vẫn không thể gánh được. Bọn nó lại còn đầu hàng nữa. Chịu đấy. Cùng xem lượng sát thương cuối game một tí anh em nhá. Ok, cái lượng sát thương cuối game đó là Brand 92.000 dam, Idol là 75.000 dam. Và đến thời điểm này tôi làm clip là 1 giờ 34 phút sáng. Idol vẫn còn đang trai hát. Idol vẫn còn đang chơi game. Với cái tốc độ này tôi hy vọng là Idol sẽ sớm lên được đồng đoàn. Thoát khỏi những cái player như thế này thôi. Những cái player này là quá nặng để có thể gánh team.
thực sự luôn, đánh support 30 mạng vẫn không gánh được thì chịu rồi. À, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho số của bình luận đồng số tiếp theo, và rất là hy vọng các bạn xem sẽ để lại lượt like để cho kênh của Văn Tùng lại đề xuất với cả clip rank đồng thì nó đang hơi ít view các bạn, nên là dạo ở đây thì mình vẫn đang có hứng làm rank đồng nên là duy trì cho anh em một tuần một số, nhưng mà nếu mà view nó cứ tiếp tục nó hẹo như thế này thì chắc là phải giảm đi thôi, là 2 tuần một số thôi. Mặc dù mình biết là rất là nhiều bạn thích xem anh rank đồng nhưng mà view hơi thấp, nên là anh em xem mà thấy hay và thấy vui thì đừng quên đừng tiếc những lượt like để lại cho các video clip rank đồng của Văn Tùng anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những dự án khác anh em nhé, bye bye.